bắt đầu có được những kích này. Nhưng mà bây giờ những ngày là đi rất là khó được bình thường. Tới đây trộn xe cho nó chiếc như vậy. Kéo xe ra cho nó được cái này là có một chuyện rất nhau. Một, đó là trồng xuất chân dây như vậy. Hai, trồng như vậy. Chờ hợp đường chú. Muốn cái đơn vị nào này á, là nó chỉ có một con bắt luôn ngay để đi chơi lên. Không nên lúc này tôi lộn bắt luôn lại nhé. Một cái, đó là bao. Cứ để nhìn lại cho nó đúng được không? Thank you.
cold. Mọi người hãy để ý luôn.